tiêu của mình là ta tại sao được ngủ các nhóm thuốc ngủ nào và cái thời gian tác động tác động là thế nào. Thì trước khi đi vào cái phần thuốc ngủ thì tôi nhắc qua về cái sinh lý giấc ngủ của mình. Ăn ngủ đó là cái nhịp tự sinh lý bình thường, có nhịp, có quy định. Thì một giấc ngủ như vậy thường thì mình sẽ có 4 đến 6 quy định tùy người, thì có người có thể 5 nhưng không thường là sẽ từ 4 đến 6 quy định. Và trong cái giấc ngủ thì cái não của mình cũng giảm hoạt động để phục hồi, kèm theo cái tình trạng giảm hoạt động đó là giảm cơn và giảm chuyển hóa. Thì trong một chu kỳ, tức là một giấc ngủ thì có 4 đến 6 chu kỳ, nhưng mà trong một chu kỳ như vậy thì nó có 4 giai đoạn bình thường và một giai đoạn người ta gọi là giấc ngủ nghịch lý hay còn gọi là REM. Thì tại sao gọi là giấc ngủ REM? Thì chúng ta nhìn giấc ngủ của mình ha, thì đây là cái điện não đồ. Thì trong cái hoạt động của não thì chúng ta có bốn loại sóng ha. Em chị thấy khi não mình ở trạng thái hoạt động thì cái mức độ, cái biên độ em chị thấy nó dồn dập ha, đó là cái tình trạng não hoạt động. Còn bắt đầu chúng ta nghỉ ngơi thì bắt đầu nó giãn ra, càng ngày nó càng giãn ra. Và cái sóng theta tức là cái tình trạng là vô màng, đầu là giảm ý thức, và cuối cùng đó là chúng ta ngủ sâu thì các chị thấy cái sóng giảm càng ngày càng giảm ở cái biên độ. Thì chúng ta thấy đó là cái sóng. Còn liên quan đến giấc ngủ thì các chị thấy nó có 4 giai đoạn, chúng ta thì nó là có 4 giai đoạn và có từ 4 đến 6 chu kỳ. Thì từ đây tới đây chúng ta tính là một chu kỳ, hai chu kỳ, ba chu kỳ, vân vân. Và trong một chu kỳ thì có 4 giai đoạn, 1, 2, 3, 4. Và tương ứng với 4 giai đoạn này thì mức độ ngủ càng ngày nó càng sâu. Và sau khi đến mức độ sâu nhất là giai đoạn 4 thì chúng ta thấy nó sẽ ngược trở lại và trở về qua cái chu kỳ thứ hai. Thì các chị thấy theo cái thông lệ và phục hồi đó, thì đây là cái phần giấc ngủ REM hay còn gọi là giấc ngủ nghịch lý. Thì theo các chị ở cái phần giấc ngủ nghịch lý, giấc ngủ REM đó, mức độ của mình là nâu hay sâu? Rồng hay sông? Các chị thấy ha, đây là rồng, bắt đầu tổng thức ha, bắt đầu hơi mơ màng và bắt đầu ngủ. Và phần này là ngủ sâu, số 4 là ngủ sâu, 3 với 4 là ngủ sâu, phần 1 với 2 là mơ màng. Một là bắt đầu và cái 1 đó có nghĩa là mình vẫn có thể tỉnh dậy, ai gọi là mình có thể tỉnh dậy, có nghĩa là mình chưa có ngủ sâu. 2 thì bắt đầu mơ màng một chút xíu, 3, 4 có nghĩa là sâu nặng và mình rất là khó thức dậy. Và chuẩn bị qua cái chu kỳ 2 thì nó lại ngược trở lại, nó phục hồi, nó đi ngược lại, nó tỉnh lên. Như vậy, theo các chị giấc ngủ REM là chỗ này, theo đúng cái sinh lý thì nó sẽ là ngủ sâu hay ngủ nâu? Theo đúng thì nó sẽ là ngủ nâu, nhưng thực chất nó là ngủ sâu. Chính vì vậy thì người ta mới gọi là nghịch lý. Và cái giấc ngủ REM đó là cái thời gian não phục hồi tốt nhất. Và tại sao gọi là REM, cái tên của nó? Thì ở cái giai đoạn này ha, cái đặc trưng để nhận biết của cái giai đoạn giấc ngủ REM đó là cái chủ động nhãn cầu đó rất là nhanh, giống như mình coi một cái bộ phim mà nó rất là kịch tính, cái nhãn cầu nó di chuyển rất là nhanh. Cái đó người ta gọi tên REM. REM có nghĩa là Rapid Eye Movement, có nghĩa là cái mắt đó rất là nhanh, cái đó người ta gọi là giấc ngủ REM. Còn nếu dịch theo cái kiểu tiếng Việt thì người ta gọi là giấc ngủ nghịch lý hoặc là giấc ngủ mắt chuyển động nhanh. Thì trong cái giấc ngủ này thì nó có nghịch lý là bình thường ngủ thì mọi hoạt động của mình giảm, đúng không? Nhưng lúc đó tôi giải thích là giảm chuyển hóa, giảm hoạt động của não, giảm mọi thứ. Nhưng ở cái giấc ngủ nhanh này thì nhịp tim lại tăng, thân nhiệt tăng. Và ví dụ ở bé trai thì nó có tình trạng là cương dương vật vân vân, có nghĩa là nó ngược lại cái chuyển hóa nó tăng, thì do đó người ta gọi là nghịch lý. Nhưng đó lại là lúc não hoạt động và nghỉ ngơi phục hồi tốt nhất. Do đó tại sao mình đề cập cái giấc ngủ REM, tại vì nếu có giấc ngủ tốt có nghĩa là nó phải tạo được giấc ngủ giống như sinh lý của mình, cái gì nắm không ạ, và phải tạo được giấc ngủ REM. Và các chị thấy ở cái nửa đầu của giấc ngủ thì chúng ta có tạo được
càng về sáng và càng về sau thì mình càng bị nông và mình dễ dậy. Như vậy chúng chị thấy anh chọn thường anh đi anh chọn thường về này 1-2 giờ sáng là cái lúc đó là cái giấc ngủ của mình sâu, không nhận biết được xung quanh, khó thức dậy. Đó là cái lý do mà chị thấy cái giấc ngủ không nè, chị thấy nó tạo được 3-4. Còn ở phía đây chị tạo được cái mức độ 2-3, ví dụ ở đây càng về sau thì chị thấy nó nhiều hơn cái mức độ này. Và cái giấc ngủ REM nó chiếm khoảng 20% tổng cái thời gian của giấc ngủ. Thì đây là đang cái sóng của các cái giai đoạn trong giấc ngủ nè, các chị thấy giai đoạn 1 là giai đoạn còn não nó còn hoạt động, càng về các cái giai đoạn sau thì các chị thấy não nó càng dễ hoạt động. Và trong cái giấc ngủ đen các chị thấy cái sóng nó bất thường hơn kéo thấp hơn, thì đó là cái tình trạng của giấc ngủ. Còn khi nói tới tình trạng bệnh lý mất ngủ thì người ta sẽ phân loại ra ba dạng. Mất ngủ có thể là khó bắt đầu đi vào giấc ngủ, nhưng nếu đã ngủ được rồi thì lại bình thường. Thứ nhất đó là khó bắt đầu giấc ngủ. Cái thứ hai là khó duy trì giấc ngủ, tức là ngủ nhưng mà khó kéo dài cái thời gian. Và thứ ba là thức dậy sớm. Ví dụ em nhìn thấy người già đó, hay mất ngủ 3-4 giờ sáng là người cũng dậy rồi, thì đó là cái tình trạng mất ngủ. Và cái nguyên nhân dẫn tới mất ngủ thì nó có nhiều cái khác nhau, do hoàn cảnh, ví dụ căng thẳng hoặc là gặp những cái biến cố nó lớn, đòi ham hoặc là mâu thuẫn gia đình vân vân, hoặc là sự việc của chỗ ở cũng có thể là dẫn đến những mất ngủ. À, tâm lý trầm cảm hoặc là đi buồn lo âu hoặc là việc và gian cũng mất ngủ, hoặc là bệnh lý một số bệnh thì phải dẫn tới, hoặc ví dụ như chị thấy tình trạng có thai nữa mà cũng dẫn đến khó ngủ, hoặc là một số thuốc thì nó gây ra cái tình trạng tác dụng phụ nữa là mất ngủ, như thuốc chống co giật lợi tiểu hoặc là mức chế tái hấp thu trọn lọc cái serotonin hoặc là thuốc chống viêm hoặc corticoid. Và trong mất ngủ thì người ta sẽ chia ra mất ngủ thoáng qua và mất ngủ mãn tính hoặc là kéo dài. Thoáng qua thì chỉ kéo dài trong 1-2 tuần, ví dụ như là mình mâu thuẫn, cái mâu thuẫn nó giải quyết được rồi thì mình hết mất ngủ. Nhưng ví dụ như mất ngủ mãn tính thì là cái tình trạng nặng hơn, stress căng thẳng kéo dài một tí hoặc là tâm lý bị bệnh về tâm thần. Thì trong cái điều trị thì chúng ta cố gắng là không dùng thuốc, tại vì khi chúng ta dùng thuốc ngủ thì thường nó sẽ có tình trạng quen thuốc và lạm dụng thuốc, và thông thường thì liều nó cũng phải tăng dần. Sau một thời gian thì chúng ta phải tăng liều hoặc là đổi thuốc có tác dụng mạnh hơn. Do đó thông thường khi mất ngủ, đặc biệt là ở cái tình trạng mất ngủ thoáng qua, chúng ta không nên dùng thuốc, chúng ta cố gắng thay đổi cái hoàn cảnh. Ví dụ cái phòng thì chúng ta sơn màu đỏ, màu xanh, màu vàng, nó chói quá thì dĩ nhiên là chúng ta cũng không có ngủ được, không có dễ ngủ. Và mình có thể thay đổi cái không gian sống của mình. Hoặc là nếu cái nguyên nhân về mặt tâm lý thì giải quyết cái căng thẳng tâm lý đó, chúng ta không nên lạm dụng thuốc nè. Và khi nào mà chúng ta không cải thiện được thì chúng ta mới dùng thuốc. Thì đối với thuốc ngủ thì cũng tương tự là cái thuốc mà nó làm giảm cái hoạt động của não, và tương tự như thế này giải thích là các chị phải để ý chữ là hỏi nhiều điều trị. Tại vì nếu chúng ta dùng thuốc ngủ nhiều dai thì cũng dẫn đến tử vong, mà nó không ra một tí nó là ở điều điều trị thì nó là giảm hoạt động của não, là gây nhiễm hệ thần kinh, giúp khởi phát và duy trì giấc ngủ. Liều cao thì nó có thể gây mê, mà liều động thì dẫn đến tử vong. Về các cái nhóm thuốc ngủ thì đầu tiên chúng ta có nhóm là butyrat. Thì trong từng nhóm như vậy thì người ta sẽ chia ra là tác động dài, là tác động trung bình và là tác động ngắn. Nhóm benzodiazepine thì người ta có các tác dụng gây ngủ, tinh thần lo âu, có nghĩa là mức độ nhẹ hơn. Nhóm có hiệu lực gần giống benzodiazepine thì cái cấu trúc của nó khác benzodiazepine, nhưng nó gắn vào một receptor của benzodiazepine, do đó nó cho tác dụng tương tự, cho nên người ta gọi là nhóm có hiệu lực và các cái thuốc khác. Thì các anh chị thấy là nó chia ra theo cái phần tác dụng. Thì đây là cái sơ đồ tổng hợp, các anh chị thấy hai cái nhóm chính
trong cái thuốc ngủ đó là giảm sốt của Apidurac và benzodiazepine. Trong đó hiện nay thì người ta dùng nhiều đó là nhóm benzodiazepine, còn cái Apidurac thì người ta ít dùng, mà thông thường người ta cải tiến công thức của Apidurac để làm thuốc chống co giật trong thần kinh. Hai cái thuốc khác thì chúng ta thấy có hai phần, phần hai thuốc ở phía trên đó là hiệu lực chống benzodiazepine và một số cái thuốc an thần khác. Thì đầu tiên đó là nhóm giảm sốt của Apidurac, thì cái công thức của nó các chị lưu ý nó đi từ axit apidurate, thì cái axit apidurate nó không có tác dụng, chỉ có muối của nó mới có tác dụng, do đó nó là Apidurac. Về cơ chế thì các chị thấy nó tăng tác dụng ức chế tại receptor của GABA. Từ lúc nãy chúng ta học rồi, GABA cũng nó ức chế những cái thứ ức chế, do đó khi nó tăng tác dụng có nghĩa là nó tăng cái mức độ ức chế, do đó nó làm giảm hoạt động của cái tạo thần kinh. Thì đây là công thức cấu tạo của nó, không ngờ thì các chị tham khảo thêm thôi. Các chị lưu ý là nếu người ta thay cái gốc R đây bằng cái bột thiên nhiên ha, thì nó sẽ làm tác dụng và chống co giật, sử dụng trong trường hợp là chống co giật thì không. Và cái số carbon của cái mạch nhánh này càng dài thì nó càng tăng tác dụng cho tới 5 carbon. Thì cái phần này phần hóa dược nó bị tham khảo lại để chúng ta biết sơ hơn. Về tác dụng dược lý đầu tiên đó là trên hệ thần kinh trung ương thì nó ức chế hoạt động của não, cho nên nó có tác động an thần nhẹ, gây ngủ, gây mê, gây sản phá thần kinh, chống co giật, tăng tác dụng của thuốc giảm đau. Trên hệ hô hấp thì hấp thì ức chế, điều cao thì ức chế mạnh và cái tương suy hô hấp. Cái phần này nó giống nhau ở cái phần thuốc ức chế thần kinh trung ương, nên chúng ta biết nhanh là giảm chuyển hóa, giảm tiểu tiện, tăng đường huyết. Rồi chỉ định thì dùng trong cái an thần là dị thần kinh tiền mê. Hôm nay chúng ta thấy nó nằm trong cái phần thuốc tiền mê nè, rồi chỉ mất ngủ. Và cái ứng dụng khác đó là người ta dùng nó là thuốc chống co giật trong mật kinh, hoặc là ngộ độc chích liên, hoặc là bị điện giật hay sốc điện, hoặc là ngộ độc các cái thuốc kích thích thần kinh trung ương khác như bentamin, picotoxin vân vân. Thì như vậy các chị lưu ý cái chỉ định nó tương tự giống nhau ở các cái nhóm thuốc. Đầu tiên đó là an thần chỉ mất ngủ, cái thứ hai đó là thuốc tiền mê, cái thứ ba là chống co giật. Tác dụng phụ thì cũng tương tự giống nhau, đó là có thể gây hôn mê, bị chiều cao hoặc là bị ngộ độc, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, ngạt thở, và nếu cao nữa thì có thể dẫn tới tử vong. Mãn tính như mấy cái giải thích đó là tình trạng quen thuốc nên luôn hạ thuốc và suy nhược thần kinh lâu dài. Chúng ta không có nên lạm dụng những thuốc ức chế hệ thần kinh nên là sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Và ngừng đột ngột thì nó gây cái tình trạng là rối loạn tâm thần, cơ năng. Cho nên nếu muốn dừng thuốc thì chúng ta phải giảm liều lượng, chúng ta cứ giảm chia năng từ từ xuống hai phần ba phần từ. Về tu cách thuốc thì khi dùng chung với các cách thuốc ức chế thì nó sẽ làm tăng cái tác động ức chế nha. Và đặc biệt nó gây cảm ứng men gan. Các trường học của mình được tổng học nắm khái niệm thuốc ức chế với cảm ứng men gan rồi, đúng không? Cái này do cái thuốc này nó thuộc nhóm đó là cảm ứng men gan, do đó nếu chúng ta dùng chung với các thuốc mà nó chuyển hóa co gan thì nó làm tăng chuyển hóa các cái thuốc đó, thì dẫn đến là tăng hay giảm tác dụng, giảm tác dụng, tại vì nó sẽ làm giảm nồng độ cái thuốc còn nguyên vẹn ha. Này mình đã tôi đã học rồi. Ở nhóm thứ hai đó là benzodiazepine, thì nếu hôm nay tôi giải thích đây là cái nhóm thuốc ngủ được sử dụng phổ biến hiện nay. Thì cái cơ chế tác động của nó là khi có mặt benzodiazepine thì nó làm tăng khả năng gắn kết của GABA lên cụ thể GABA hai, như vậy nó làm tăng cái tác động ức chế thần kinh trung ương. Về đồng học thì nó hấp thu tốt và được uống nên sẽ đó thường người ta dùng người uống. Phân bố thì chúng ta thấy nó phân bố được ở cái dịch não tụy để chế hệ thần kinh trung ương, chuyển hóa ở gan, một số chất thì chuyển hóa ở gan thì dạng có mạch tính, hãy thường thì quan trọng những cái phần này chúng ta có dịch để trao đổi thêm ha. Lưu ý đó là nó qua được nhau 2 và bài thuốc sữa, cho nên chúng ta không sử dụng cho phụ nữ nhau 2, nó có
Về tác dụng dược lý thì cũng tương tự ha, gây ngủ, giảm lo lắng, chống co giật, không gì giải thích thêm. Ưu điểm của nó là tác dụng chống lọc và ăn sạch hơn so với nhóm bạc glucurat, do đó hiện nay người ta sử dụng nhóm này nhiều hơn. Cái tác dụng phụ trên hệ hô hấp và ít bị lạm dụng thuốc, ít gây men tốt hơn so với bạc glucurat. Về ảnh hưởng lên giấc ngủ REM ha, thì chúng ta thấy nó là giảm thời gian giấc ngủ REM nhưng lại làm tăng số chu kỳ, tăng số một đêm năm thì thường được đó 4-6 thì nó có thể là tăng, nhưng mỗi cái thời gian đó tổng lại nó lại giảm, tức là mặc dù nó tăng cái số là xuất hiện cái mũ đen nhưng tổng thời gian cái mũ đen thì nó lại giảm. Do đó hiện nay về các cái thuốc mà ngủ thì vẫn chưa có thuốc nào hoàn hảo để tạo được thuốc ngủ sinh lý giống như về nhược điểm ha, có thể gây xáo trộn như đó để ảnh hưởng cho thần kinh của mình. Về các dụng cụ khác thì nồng độ cao thì gây nhức đầu, chóng mặt, vân vân, hay đau khớp, đau ngực và ảnh hưởng là bồn chồn, gây cảm giác gây quen thuốc ha. Hội chứng cai thuốc có nghĩa là giống như lúc nãy chúng ta không tự ngừng thuốc đột ngột, muốn ngừng thuốc đột ngột thì nó lại gây co giật luôn vậy, cho nên mình phải giảm liều từ từ. Rồi dung nạp thì lúc này cũng giải thích rồi ha, dung nạp chéo có nghĩa là nếu đã bị quen thuốc đối với benzodiazepine thì sẽ quen thuốc với tập glucurat và ngược lại. Cho nên chúng ta thấy nếu chúng ta làm được thì chúng ta cứ phải tăng liều từ từ, dẫn đến là càng ngày chúng ta càng phục vụ thuốc và nếu không có thuốc thì chúng ta sẽ không phục được. Chỉ định thì chúng ta biết rồi, ba cái chỉ định lúc này cũng giải thích rồi, ăn phòng đi ngủ, ăn chống co giật và làm thuốc tiền lên. Thì đây là một số cái phân liều ha, các chị tham khảo thêm ha, trên thị trường theo ba nhóm tác động ngắn, trung bình và dài. Các chị thấy đa số các cái thuốc này là dạng uống hết nè. Rồi nhóm thứ ba là nhóm có hiệu lực gần giống với benzodiazepine. Thì các chị thấy cái công thức cấu tạo của nó hoàn toàn khác so với benzodiazepine, nhưng nó gắn kết vào được receptor của benzodiazepine và nó cho tác dụng tương tự. Thì chúng ta có hai thuốc nè, thì cũng như vậy nó có tác dụng an thần, gây ngủ, chống co giật, giảm cơ, và ưu điểm của nó là ít ảnh hưởng đến giấc ngủ REM so với lại benzodiazepine. Và hiện nay thì người ta chưa thấy tình trạng quen thuốc sau 17 tuần sử dụng, còn nếu sử dụng dài hơn thì dĩ nhiên vẫn có tình trạng quen thuốc. Về các tác dụng phụ thì nó cũng giống nhau, ảnh hưởng tới trí nhớ, kích thích bồn chồn, cảm giác và vân vân, các chị tự tổng hợp bài học. Rồi các cái loại khác thì những cái thuốc này ít sử dụng, cho nên các chị tự tham khảo hơn, người nhà tham khảo thêm. Như vậy đối với bài giấc ngủ thì các chị lưu ý thì tôi có ba nhóm chính ha, được đặt tên đó là nhóm dịch xuất tạp glucurat, nhớ là dịch rác ha, không phải là thuốc, tại vì axit tạp glucurat thì không có tác dụng. Thì trong cái lọc glucurat thì thường người ta ít sử dụng, tại vì cái tác động của nó không chuyên biệt, và thông thường thì người ta cũng dùng tạp glucurat thay cái L ở cái vỏ thơm đó để tạo ra cái chất có tác dụng chống co giật nhiều hơn. Rồi cái nhóm mà sử dụng nhiều đó là axit, xin lỗi, dẫn xuất tạp dụng, dẫn xuất benzodiazepine ha, thì chúng ta thấy nó tập hợp vào kiểu gì? Thì trong cái nhóm đó thì các anh chị thấy người ta chia ra ba loại tác động ngắn, trung bình, dài. Thì cái phần này nó tùy thuộc vào cái tình trạng mất ngủ của mình. Nếu mình có mất ngủ ở cái giấc đầu thì người ta sẽ dùng bài ngắn. Nếu mình không duy trì được thì người ta không duy trì được giấc ngủ thì người ta sẽ dùng bài tác động ngắn, dài, vân vân. Tùy theo cái tình trạng mất ngủ thì người ta sẽ dùng nhóm thuốc tương ứng. Và nhóm thứ ba đó là nhóm có hiệu lực gần giống benzodiazepine. Thì ba cái thuốc này về cơ chế tác động thì nó đều giống nhau hết, nó làm gì các chị? Tăng cái khả năng gắn kết của GABA lên sản GABA hai để ức chế insulin. Về chỉ định thì nó cũng giống nhau, là có ba chỉ định là mất ngủ
mất ngủ lo âu, còn cái thứ hai là gì, chống co giật ha, chống co giật trong động kinh, trong điện giật hoặc trong ngộ độc các chất kích thích thần kinh trung ương như là chất niêm, chất protein vân vân. Rồi chỉ định thứ ba là làm gì, làm thuốc tiền mê, có nghĩa là mặt rồi. Các tác dụng phụ thì các chị nhớ nó sẽ ảnh hưởng lên thần kinh, do đó các tác dụng phụ nó cũng liên quan đến thần kinh như choáng váng, mất định hướng, đau đầu. Còn liều cao thì nó dẫn tới các biểu hiện là kích thích con giật run rẩy ha, và đặc biệt là nó ảnh hưởng tới giấc ngủ REM. Thì sau cái mức độ ảnh hưởng thì càng về sau thì nó ít ảnh hưởng hơn ha. Nặng đó là cái tập lưu trung bình đó là benzodiazepine, và ít ảnh hưởng hơn nhất đó là còn các phần khác, những thuốc khác thì các anh chị tự tham khảo thêm thôi. Rồi các anh chị có thắc mắc gì không? Các anh chị nắm hết được bài hôm nay không? Chúng ta có bài.